trời lạnh thèm lôi nậu nồi lẩu riêu, người yêu chưa có, một mình ngồi ăn. Ô ma chi, bắp bò, riêu cua. So sánh lẩu tự sôi ô ma chi sống lẩu riêu cua thật bao nhiêu phần trăm? Nhiều riêu cua thật. Trong lúc chờ sôi thì tôi phóng chỉ có mức tăng đi ăn ngay một nồi lẩu riêu thật. Ô, sôi xong rồi à? Thật ra tôi thấy là những cái phần nước mà không có riêu cua thì hơi trôi, sẽ có một chút cái mùi như kiểu là bột tôm, bột cua ấy. Và cái mùi nổi trội nhất là các cái mùi rau gia vị. Riêu này nó cũng giống riêu phết, cũng được độ khoảng 6-7-8 miếng thịt bò, cũng có miếng to rõ ràng như này, không bị quá mềm rục tan, giống như kiểu là xương lợn được ninh rất là kỹ. Đậu này, cái đậu này cho xấy cùng với các loại rau khô nên là ăn nó hơi bị mùi. Cảm giác cái sợi này tròn hơn và cái độ ngấm gia vị của nó không được bằng. Nấm là ok nhất. Rau ở trong này sẽ là rau mồng tơi, rất là hiếm gặp ở trong mấy cái đồ đóng gói ấy. Nhưng mà ok. Tổng kết là để mà chi tiết là nó có giống lẩu riêu thật không, chắc chỉ độ khoảng 50% thôi. Thế chứ, chưa sạch.